Rồi mình vừa nói xong cái khu vực là nhóm lên dây nhưng mà lắc cái vàng dây da, rồi bây giờ mình sẽ nói tới dây hợp kim ha. Dây hợp kim mà dòng lên dây thì đợt này có 2, 4, 6, 8, 9 con. Thì trong 9 con này thì ba con số 1, số 2, số 3 là hợp kim thân inox. Còn bắt đầu từ con số 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi đi là nó bọc vàng, nó lắc kê vàng ha. Nó bọc vàng nguyên con. Thì đó là như vậy. Còn về hàng nguồn đó thì bây giờ mình xác định được một số con, ví dụ như con này thụy sĩ này, còn lại bốn con này là mình chưa xác định được, nó không có ghi, nó không có cung cấp thông số đây là Swiss thụy sĩ hay là ai hết. Con engine này là mình cũng xác định được, con này thì nó Germany, nó có ghi dưới đây rồi ha, Germany của Đức. Thì còn lại thì mấy con này thì con này với là hai con này, bốn con, hai con này thì là thương hiệu chính quốc của nó là của Mỹ này. Thì giờ mình coi máy nữa là mình sẽ xác định được là nó là giờ của ai ha. Thì về size mặt thì tổng thể thì cơ bản là đẹp nhé. Thì tí nữa mình sẽ view từng con nó rõ hơn. Về size mặt thì trừ ba con inox mà ngoài thì mặt bự hơn xíu, bự nhất là con này là size 36, không đến đúng là bự nhất rồi ha. Còn cổ thường là 34, 35, con này 36, còn hai con ngoài thì size 35. Rồi hai con này thì size 34 cổ ha. Rồi con này thì nhỏ nhất thì là size cỡ 32, 5, 33 gì đó ha. Con này chắc cỡ 32, 5, 33 rồi đó, nó nhỏ hơn mấy con kia một chút. Đây nè, ha, 32, 32, 5, gần 33, không tính núm, núm ra là thành là 35 ha. Thì nó có nhỏ hơn một chút. Còn lại thì nó dao động ở chừng đó, 34, 33 gì thôi. Còn đối với là những con mặt chữ nhật thì nó là size 28, không tính núm ha. Size 28, đó, thì mình cứ án chừng nó xem thì thôi, nó lệch nhau 5 3 ly thì nó lớn, chứ còn nó lệch nhau 1 2 ly thì cũng khó mà cảm nhận lắm, tùy vào cái gu từng người. Rồi, bây giờ mình sẽ coi cái máy nó một chút để mình xác định lại rồi mình nói tiếp ha. Rồi bây giờ mình mở máy rồi, bây giờ mình sẽ xác định ha, xác định từng chú nè. Rồi ở đây có những chú mà bên ngoài mình chưa xác định được nè, thì mới xác định được thân vỏ thôi. Thì chú này là chú engine ha, chú engine này là chú Germany đây nè, ghi dưới đây ha, Đức. Thì của chú này mở nắp cảo cho nên là mình mở bên ngoài ha. Đúng, chú này thì Đức chính hãng ha, engine này thương hiệu là Mỹ nhưng mà engine là của Mỹ nhưng mà con này là hàng Đức, Đức chính hãng, Đức Đức Company, đây là Đức sản xuất chính hãng đây ha, chạy máy của Đức luôn chưa. Đó là chú này nè, xác định được chú này Đức nha. Rồi chú nằm kề là chú Dung Han. Dung Han này thì mặt đen bao công, con này thì một cái thương hiệu rất lớn của Đức rồi. Máy của nó thì là cũng máy Đức luôn, máy bóng kính soi gương đẹp lắm, nhìn lấp lánh luôn thấy không ạ. Đang thở này ha, mã máy của con này là 84 mấy đó, 84 sẹt S không ạ. Máy soi gương rất đẹp ha, mình rất thích cái thương hiệu này đó. Cái đồng hồ Dung Han này, Dung Han của Đức này. Nói chung Đức thì thương hiệu nổi tiếng, cái thương hiệu Dung Han là rất nổi tiếng của Đức ở cái dòng đồng hồ treo tường ha. Mình chơi Dung Han này cũng nhiều rồi. Đeo tay thì Dung Han một số con thụy sĩ có mua bản quyền thương hiệu cũng có, trước đây cũng bán một vài con Dung Han của thụy sĩ nó làm ha. Rồi hai chú này cũng chưa xác định được, thì hai chú này là Hamilton chính quốc chính hãng luôn. Con này thì con Hamilton của Mỹ đúng không ạ. Máy soi gương rất đẹp USA nha, con này là của Mỹ. Giờ mình chỉ vịn máy mình mới xác định được thôi chứ bên ngoài nó không có cung cấp đúng không ạ. Nè, USA nè, thấy chưa, đóng trên máy USA chứ không phải là ngay ngón cái mình nè ha. Là đó, ngay ngón cái mình đang nhấp nhấp nè. Máy Mỹ, máy soi gương rất đẹp ha. Máy sạch tinh nè, hai con này cái nước lắc kê vàng nó còn lấp lánh luôn. Rồi chú engine này cũng vậy, engine này là cũng là chính quốc luôn, của Mỹ chứ không phải thụy sĩ. Từ giờ bên ngoài thì mình chưa có xác định được, nó chưa cấp thông số, nhưng mà máy ở bên trong thì là USA ha, cũng là đều máy máy đời cao của tụi nó, máy soi gương hết. 17 chân kính rất đẹp ha, cần chỉnh tốc độ đó nằm ở trên đây được chưa ạ. Đó là vậy thì mình mở máy là mình xác định được rồi nè. Mà thụy sĩ này, hai con này ngoài Mỹ nè, hai con này Đức ha. Rồi con mấy con inox này thì cơ bản là nó chạy trên những cái dòng máy phổ thông của thụy sĩ rồi ha, nó có dập trên đây hết rồi. Máy cũng rất là đẹp, con nào máy nó cũng sạch hết đó. Nó không có bụi bặm dơ giấy đâu ha. Máy hợp kim đây, chữ nghĩa nó hơi nhỏ, hơi nhòe, hơi khó coi một chút, tự do con này mình không có mở cái quai nó ra. Này chạy dòng máy xi kết của thụy sĩ, nó có ghi trên đây nè. Máy rất là sạch, đang thở nè được chưa ạ.
Rồi con thứ hai, con này thì kiếm đĩa rất là độc ha, tí nữa mình hướng dẫn mặt trước đi. Con này thì chạy kiếm đĩa, cũng một cái dòng máy phổ thông của Thụy Sĩ luôn đây ha, Swift, được chưa ạ? Đây, máy thì sạch sẽ ha. Mọi người nhìn thấy là thấy đúng không, sáng sạch không có bẩn thỉu, nó tim đang đập luôn. Máy có đóng thông tin rồi trên máy đây nè. Con thứ ba này cũng vậy, con này thì cũng là một cái dòng máy phổ thông của Thụy Sĩ luôn, trên đây ha có ghi thông số ở trên đây này, nó hơi nhòe, nó hơi dư sáng, nó hơi khó nhìn một xíu ha. Này, ba con này là máy Thụy Sĩ rồi. Hai con Đức này hôm nay là mình cho coi ảnh rồi ha. Rồi tới con này, con này thì cái đồng hồ nó thiết kế rất là độc, mặt này mặt xà cừ trục tung hoành, ở trước nó ghi 21 ruby này, là con này nó chạy máy 21 chân kính ruby ha, một cái dòng máy nó trau chuốt hơn, chân kính của nó bằng đá ruby thì cái độ hao mòn của nó sẽ tốt hơn, mình ngầm hiểu là như vậy. Đây có ghi ở trên trên bánh răng này ha, hơi nhòe hơi khó nó đúng không ạ? Đây này, 21 chân kính đá ruby rất đẹp ha, máy sạch sẽ. Để giày là bị chóa, bắt ánh đèn là chóa luôn mà ha. Máy dạng máy soi gương ở đây nè, đó 21 chân kính ruby này, nghĩa là máy ngoài sao thì trong nó vậy, mình yên tâm. Còn con này là con Hamilton, con Hamilton này thương hiệu là của Mỹ, giống như con này Mỹ chính quốc, con này Thụy Sĩ mua, Thụy Sĩ làm ha. Con này thì máy Thụy Sĩ, máy soi gương của Thụy Sĩ nha. Con bên cạnh nó thì của Mỹ nhưng mà con này Hamilton này của Thụy Sĩ, đợi mình xíu nó bớt nhòe đã. Con này của Thụy Sĩ nhé, 17 chân kính, máy Hamilton, máy Thụy Sĩ chính hãng đúng không ạ? Đóng như đây nè, Swift nè. Rồi vậy là mình cũng xác định được rồi, cơ bản con nào thì tim gan rồi đập hết ha, không có con nào tắt thở. Dây thì cơ bản cái lô này chủ yếu là dây của Mỹ nè, USA, dây co giãn của Mỹ hết ha. Những cái dây này là Mỹ họ làm mà để họ lắm linh kiện nè, những cái dây bọc vàng của Mỹ hết, cơ bản là vậy. Rồi bây giờ mình coi lại mặt trước của nó, rồi mình coi nhanh lại mặt trước của nó một chút ha. Rồi vậy là mình coi máy rồi ha, có những cái mình buộc phải dựa máy mình xác định, bởi vì thông tin bên ngoài nó không cung cấp thì mình không có cách nào hết, là mình phải dựa máy. Thì cơ bản anh em coi hết rồi, ngoại hình thì tổng thể con nào cũng đẹp, chỉ có con này thì cái mặt nó trắng sữa, nó hơi mụn mụn ngu ngu xíu hơi, nhưng mà được cái con này nó giá trị một cái là nó kim đĩa ha. Còn lại thì hai con inox này rất đẹp nè, mình view sơ ngoại hình cho anh em ha. Size mặt thì mình vừa nói là con này có cửa lịch nhé, con si à. Dây thì dây chung co giãn của Mỹ ha. Đó, dây của nó đeo dài mặt rất là đẹp. Con này là incap lock, là dòng giảm sóc á, nó giống như là một cái dòng máy nó chống sóc. Rồi con này cũng vậy ha, con này thì rất là mới luôn, con này như nó luôn, không có cái gì, một cái điểm gì mình phải chê luôn. Kim đang trôi nè ha, niền khí, mặt có bự hơn mấy con kia một xíu, mặt 36. Chỉ có cái con này thì là kim đập, cái là kim kim đĩa, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em dễ hình dung ha. Ở đây nó chỉ có hai cái viên đá chấm bi thôi, thì thí dụ như bây giờ ở đây là 11 giờ 5 nè, đúng không ạ? Cái viên nào nó chấm vị trí nào thì mình xem giờ ở viên đó, mình chỉnh giờ là mọi người sẽ hình dung. Thí dụ như bây giờ giày là 11 rưỡi, thấy chưa? Thế nào hai cái này nó chồng lên nhau nè, 12 giờ. Cái đốm trắng là cái viên đá mà màu trắng là chạy kim 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 phúc. Ví dụ 12 giờ 5, 12 giờ 15, 12 rưỡi, 1 giờ. Đó, vậy thôi ha. Đó, nó là như vậy. Kim đĩa. Rồi. Con lúc xe này nói rồi ha, con engine này thì về tổng thể ngoại hình thì con này nó còn rất là đẹp, nước vàng của nó còn long lanh lắm. Con này nó lắc kê nước vàng còn rất là mới ha. Con này của Đức, để mình lên tay mấy con vàng này nó cạnh chiếc nhẫn mình là anh em hình dung nó ra, là cái nước vàng của nó còn khá là mới nè, đặc biệt hai con cuối á. Con này thì nó dùng dây thun, thấy chưa, cái nước vàng khá là sắc sạc sáng ha. Rồi con engine này Đức ha. Thêm tiếp theo là con Zoom ha, một thương hiệu đồng hồ cá nhân mình rất là thích của người Đức, ở dòng treo tường mà mình cũng hay chơi con này
À, con Zhonghai này thì mặt đen bao công ha. Vỏ con này thì cái nước lắc cây vàng của nó rất lấp lánh nè, thấy không ạ, rất là lấp lánh. Thì thông số nó lắc bao nhiêu thì con này không có ghi, mấy con kia thì 10k 14k rồi, nhưng mà con này thì không thấy nó ghi, chỉ lắc cây thôi, nhưng mà là rất là lấp lánh, rất là đẹp. Con này mặt đen bao công ha. Kim đang trôi đây, Zhonghai thương hiệu của Đức. Rồi tới con này thì cái mặt nó thiết kế rất là lạ, lạ. Cái mặt nó một phần nó là anh em nhìn vô tưởng nó cũ, chứ một phần là nó làm cái mặt mờ và nó làm khảm lên đó. Thứ nhất là cái viền này là viền sà cừ này, nó lắp đánh sà cừ này ha, đó cái viền này sà cừ bạc nè, ở trong nó chia trục tung hoành bốn một bốn nền nè, bốn bốn nền thấy không ạ, ở trong tâm giữa đồng hồ này bốn nền, viền thì viền sà cừ. Cho nên mình nhìn cái mặt đồng hồ nó trị xuống nhìn nó tưởng cũ đó, để dài là anh em thấy sà cừ nó lấp lánh nè ha. Đó, thấy chưa, mặt thì chia ra làm bốn tông màu vậy thôi, trục tung hoành. Rồi con Hamilton này thì con này cũng là lắc kê luôn, cả dây luôn, dây của nó về dính luôn nè. Con Hamilton này thì Thụy Sĩ này thì con này thì bọc 10k, có ghi trên thân vỏ luôn ha, nó ghi trong sau nắp luôn á, trong nắp đồng hồ nó ghi luôn. Thì con này chắc là cái mặt này nó bọc luôn, mặt hai tông màu, cái mặt mà cái niềng ở bên trong mặt nó, chắc con này nó cũng nhúng vàng luôn, ở trong nó có ghi á ha. Cho cái hàng của tụi nó thì sĩ này thân vỏ thì 10k hết. Dạ, lên tay một cái nha. Size thì mình không nói nữa, lúc đầu mình nói rồi ha, đo sơ rồi. Được chưa? Đó, tay mình là tay 19 á, đeo lên nó sẽ như vậy. Ha, con này ăn tiền cái mặt. Em tâm. Rồi hai con cuối là con Hamilton của Mỹ với là con Enzin của Mỹ. Thì hai con này trước hết là mặt chữ nhật. Ha, mặt chữ nhật nè. À, nước vàng của hai con này còn rất là mới, lấp lánh lắm, như một khối vàng đeo trên tay vậy á. Mình đeo con này lên tay này, nó như một khối vàng vậy ha, đúng không ạ? Rất là sạch, rất là mới, nó như một khối vàng tự nhiên vậy, đúng không? Hiển nhiên con này thì vàng vàng chắc vàng 18 thì nó không thể nào nó vàng ươm như là vàng 4 số 9 rồi. Rồi con engine kia thì nó còn lấp lánh hơn nữa, nước vàng nó còn bóng hơn nữa nè. Con này nhìn nước vàng bóng lắm. Con này thì mẫu mẫu này mẫu trung quỳ rất là cổ luôn, đúng không? Nước vàng con này nó lấp lánh luôn chứ không phải đùa đâu, còn quá mới luôn, đúng không ạ? Con này hình như 10k có ghi trên đây hay sao, chữ li ti nè, bọc 10k. Nước vàng con này thì nó còn mới nhất, trong trội nhất trong mấy con còn lại. Con này với con Dung ha, là hai con nó rất là lấp lánh này ha. Cơ bản là nước vàng con nào cũng còn khá là đẹp, được chưa ạ? Rồi vậy thì trong cái nhóm lên dây này thì mình tổng kết lại như thế này. Trong cái nhóm lên dây mà thân hợp kim thì thân thân dây da mình nói rồi ha, thân hợp kim thì có 2 4 6 8 9 con. Trong 9 con này thì có 3 con 1 2 3 là thân inox, còn những con từ thứ tư đến thứ chín là thân bọc vàng lắc kê ha. Thì trong 9 con này thì hai con này của Đức, Enzin với lại Dung Ha này cũng của Đức nha. Hai con này là của Mỹ chính hãng chính quốc luôn, còn lại là Thụy Sĩ. Rồi bác nào có nhu cầu cảm thấy thích con nào thì alo cho em ha. Còn về giá mà chi tiết từng con thì các bác chịu khó coi ở phần mô tả nha. Mô tả sản phẩm thường thì em bán em để giá ở phần mô tả. Ví dụ bác coi, các bác coi cái phần video của em đây, các bác nhấp vô cái tiêu đề của nó này, nó sẽ lòi ra cái bảng mô tả này, thấy chưa? Thì cái giá của em, ví dụ như Grand số 1 giá 2 triệu rưỡi, Sandos giá 2 triệu rưỡi, Wisnoer giá có chốt 3 triệu, có chốt là trạng thái nhận giao dịch ai đó, và giao dịch xong thì em sửa tin đã bán là bán. Thì các bác nhìn vô những con nào đã bán rồi, con nghĩ không còn nữa, thì các bác đỡ phải gọi, các bác đỡ phải quan tâm, các bác quan tâm những con còn lại. Thì đó, cái cách coi giá là như vậy ha. Kể cả các bác coi trên điện thoại hoặc coi trên tivi cũng vậy, ở dưới đó lúc nào cũng có bảng giá hết. Đó, cái cách mình để giá là như vậy. Vì sao mình bán xong rồi mình để giá, và nếu mình giao dịch xong mình sẽ xóa giá đi, là vì giữ cái tế nhị chung thôi. Các bác có mua về sưu tầm đeo chơi hoặc các bác có bán lại thì các bác cũng tự tin hơn. Đó là cái cách khéo léo tế nhị của những người họ bán chuyên rồi, thì giữ cái ý tứ cho nhau, hoặc là mình giữ ý tứ như những người bán khác ha. Thì đó, cái giá của nó thì cách mọi người coi là như vậy. Rồi anh em mà có nhu cầu thì alo cho mình ha.